Cả nhà cho chào phóng tay đi. Cô dâu dơ cái lì xì cho anh cái nào. Các bạn nhìn vào ống kính bên này nhá, đừng nhìn mấy ai, nhìn hết vào ống kính như này. Nhìn ống kính của anh thợ ảnh ấy. Hợp lý. Mạnh dạn đi phát đi. Diễn tự nhiên đi ạ. Sâu đi lên. Con gái. Thế còn có bạn trai thì phát hết rồi. Rồi anh đi phát thì xì đi. Cứ đi đi nha. Chú dạy với cô dâu đứng vào giữa cổng hoa, trung tâm cổng hoa, tay đang xem vào nhau. Ok, ok rồi. Được rồi. Giờ mình xếp hàng ngang đi. Thôi vẫn như bình thường, nam nữ đứng, nam ngồi đi. Lát là nữa nữa. Xong rồi. Đội nam vào đi, em ơi ngồi xuống kiểu. Hai tay đằng trước hai bắt vào nhau rồi hai tay sau ôm nhau. Đưa tim cho anh gái xem nào. Hậu trường chụp ảnh nhé. Hậu trường giữa xô. Được đấy. Tạo dáng khác. Khác tương đi. Ok. Thì anh nha. Cô dâu. Hôm nay là anh em mình. Đó hỏi này quê chú rể ở Thái Bình nhá, cô dâu Hải Phòng. Chú rể tất cả đội cười tươi nhá, cười tươi nhìn anh máy ảnh này. Rồi ok, nhìn vào anh máy ảnh chứ đừng nhìn vào máy của anh. Yeah. Rồi, nhìn anh máy ảnh ấy. Ok, rồi. Rồi, nam nữ quay mặt cô dâu rẻ một kiểu. Tất cả anh em nhìn ống kính cười tươi nhá. Rồi, 1, 2, 3 đây. Tiếng tiếng.